chào quý vị và các bạn. Áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, gây ra gió đông bắc mạnh trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc Biển Đông. Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong 24 giờ tới thì bộ phận không khí lạnh phía Bắc tiếp tục tăng cường ảnh hưởng đến khu vực nước ta. Sau đó thì vào khoảng ngày 22 ngày 23, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh. Khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió đông bắc có cường độ trung bình và còn tiếp tục mạnh dần lên. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ thời tiết ổn định, dạng mây màn phát triển gây mưa phùn vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 6 giật trên cấp 6 biển động nhẹ. Nhiệt độ trên biển tiếp tục giảm sâu, trời lạnh nên không thuận lợi cho sức khỏe và tần suất xuất hiện của các đàn cá. Hiệu quả khai thác và đánh bắt không cao. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, mưa cũng chỉ ở mức vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Xu hướng chu kỳ trong vài ba ngày tới, liên tiếp không khí lạnh phía Bắc tràn về sẽ gây những đợt sóng gió mạnh, biển lạnh và sương mù xuất hiện trở lại, không thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, sóng gió đã mạnh lên nhanh chóng, thời tiết cũng chuyển xấu hơn, có mưa rào rác ở vài ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Theo đánh giá, thì do đợt không khí lạnh lần này hoạt động với cường độ mạnh, thời gian gây ảnh hưởng trên khu vực Biển Đông kéo dài. Do vậy, trên khu vực vùng biển miền Trung thì sóng gió mạnh, mưa còn kéo dài khoảng 2 ngày nữa, biển dần chuyển lạnh so với những ngày trước, nhiệt độ giảm khoảng 3 độ nữa, trời lạnh về đêm và sáng nên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngư dân trên biển. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý, thời tiết cũng dần chuyển mưa trên khu vực vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật trên cấp 6 biển động. Tàu thuyền ra vào đảo Phú Quý cần chú ý do sóng gió ở mức cao nên không thuận lợi cho tàu thuyền nhỏ lẻ vận chuyển và ra vào đảo. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo, thời tiết chưa có sự thay đổi gì nhiều, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, biển động. Do sóng gió duy trì ở mức cao nên tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển Côn Đảo cần chú ý là có kế hoạch ra vào đảo an toàn, tránh di chuyển vào chiều tối và đêm. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Trời chuyển nhiều mây hơn, mưa có khả năng tăng lên mức rải rác trong thời điểm chiều, sáng và trưa. Trời tuy có nhiều mây nhưng ít mưa hơn, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 4. Tuy nhiên, với tàu thuyền có kế hoạch đánh bắt dài ngày thì hạn chế di chuyển trong xuống phía Nam từ 7 độ vĩ Bắc trở xuống vì vùng biển này có thời tiết rất xấu, mưa dông và gió giật mạnh nguy hiểm. Vùng biển Vịnh Thái Lan. Vùng biển Vịnh Thái Lan thời tiết cũng chuyển nhiều mây hơn và mưa có khả năng tăng dần trong ngày mai. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, trời chỉ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông hoạt động mạnh cấp 3, cấp 4. Xu hướng mưa dông tại khu vực chỉ xuất hiện trong khoảng 2 đến 3 ngày rồi giảm nhanh. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Không khí lạnh với cường độ mạnh nên trên hệ thống thời tiết tại khu vực Bắc Biển Đông, những đường đẳng áp dày đặc và trời nhiều mây. Trong hôm nay và ngày mai, tại vùng biển này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Xu hướng trong vài ba ngày tới, khu vực phía Bắc Biển Đông trời tiếp tục lạnh, sóng gió ở mức độ cao, không thuận lợi cho việc di chuyển và hoạt động của tàu thuyền. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng không mạnh như ở vùng biển phía Bắc. Do vậy, tại đây chỉ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Thời tiết cũng không thuận lợi cho tàu thuyền di chuyển và hoạt động đánh bắt trên biển. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Thời tiết tương đối ổn định, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, sóng gió đã mạnh dần lên ở mức cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ở sâu xuống khu vực vùng biển phía Nam từ 6 độ vĩ Bắc trở xuống, thời tiết chuyển xấu hơn, có mưa dông trên diện rộng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển của VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho các bản tin tiếp theo.